Just okay. Ach nee, knips mich an. Kann ich nicht mehr reden, aber wir brauchen the verb to be. Lass uns dann chapdam. Nach dem Verb dann auch, geht dann zu chapdam zu mui dann singular, weil nicht ha mui, mien da mui de. Dann nach dem Verb to be singular, dann mien noun, book dann is, book dann noun. Bei dir ho, Canada is a country. Dann nach dem Canada is a country, you mean noun, book nung is, hay nung book nung noun mùi thiệt. Nung mean up tiêu hô mùi thiệt. A cat is an animal. Look nè. Chung nung nung Canada is a country, hay nung a cat is an animal. Nè nung chung ngó, ta mất bàn mean, I saw a, nung bì mục noun. Noun class. Chúng mà so này cái hậu thà article. Hay article này cứ singular. Chúng chúng năng ví dụ là bị singular article. Singular article. Singular article A. Bao nó bị mục aspir. Đại chắc đam chúng muốn năng so cái hậu thà consonant. Hay so consonant cứ so tăng âm này. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. So, tăng ổn này cứ kể hát thả so consonant. Nhưng chẳng biết nào là chắc đăng chú môi là so consonant kể phá article A. Chẳng đốt chìa nhạc cơ này. Canada is a country. Nhưng đã so A về một country của A. Biết country nè, chắc đông cho mỗi nè số C, số C cứ consonant. Là nè, a cat, được nè, số C consonant. An animal. An animal. Nào, đó là an. Số A mình mến là số consonant đi. Chẳng nhận là an bì mục. Nè kì hào thà vui dụ, nhầm nông bì dụ. Ồ, mùi tiết, số A bì khá, dừng phá nơi bì mục là số U, đó chỉ A university. Được không nói xem nhé? A is sometimes used in front of you, right? Hello, an. An cứ dùng vào bình mục biệt đã chắc đam cho mình là so vô dụng. So vô dụng cứ so đang ổn nhé. So A, E, I, O, and U. Chẳng chẳng thuần hệ thơ là chăm so đang phạm nhé. So đang phạm nhé cứ A, E, I, O, and U. So phạm nâng, dùng chăm so phạm nâng chắc đam dùng thật đại so nhưng thật đã article đó article n nó bị mất so tăng phạm nâng hay so đại bình men bình men so tăng phạm nâng nhưng thật đã so a bị mất lâu như miền làm hát khác nét sạc thôi nét ai có video hay sạc thôi chuẩn ấy bơm chẳng thế ai đáp nhầm video lâu chẳng lấy mũi my is nhưng đã article là kia bị mất nâng language. Hai TP mean Cambodia is a very country. Hai nung butterfly is insect. Chung lệch mùi. Khmer is A language. Yung that A people A so O kia chia consonant. B Cambodia is a country. People A so C kia chia so consonant. Hai country chắp đâm chung mùi so C. Hai nung lệch bay. Bay kia a butterfly is an insect. Mình chẳng phụ ấy butterfly cứ chắc đang cho mình là số b. Hè số b cứ chữ consonant. Chẳng dùng plus article a. Hay dùng thì b dùng thà an insect phụ a. Insect chắc đang cho mình là số i. Hay là i cứ chữ vowel. Vowel thì hà vowel nhầm cho lắm thà vowel là hốt phụ a phản. Thì hát thả vào. Chẳng insect chắc đang chúng mình là số I. Hay kê mà bị vừa vào. Chẳng những đặt ẩn. Chẳng như hát ẩn insect. Ở cuốn đặt ốc nhớ đại bàn mươi vẹn tìm mũi. Ở bì và biếp phá verb to be. Bất xin chỉ nhạc miễn thùm nua ở bì video mũi ní. Anh xuống phim nơi có lại anh comment. Hãy bất xin này nhạc đặt ốc nhớ cho chất mơ khi nhầm một riêng. Hay chẳng là khi nhầm một riêng
Đợt tiết nè chui nhom đòi subscribe hay nâng like video. Hope you guys are having a great day. Thank you and goodbye.